Đây, chương trình phát thanh giờ của mẹ. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các tân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4 giờ 30 sáng thứ năm và 5 giờ 30 sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Thưa quý thính giả, Radio Giờ của Mẹ xin được gửi đến quý vị 45 chương trình phát thanh về tác phẩm Các chứng từ về mẹ của tác giả Linh Mục Hoàng Minh Tuấn và do chương trình phát thanh Giờ của Mẹ thực hiện. Xin kính mời quý vị theo dõi và giới thiệu với các thân nhân và bằng hữu. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ 37 của tác phẩm Các chứng từ về mẹ. Phần đọc truyện hôm nay sẽ qua hai giọng đọc của Minh Yến và Kim Hà. Câu chuyện thứ 145, một ân huệ từ trời. Đức mẹ Maria nói với chúng ta: Các con thân mến, hãy khẩn cầu thiên ân mà Chúa ban cho các con qua mẹ. Mẹ sẵn sàng cầu xin cùng Thiên Chúa tất cả mọi sự để cho các con được sống thánh thiện toàn mỹ. Do đó, đừng quên cầu nguyện nhé, vì Thiên Chúa ban phép cho mẹ được khẩn cầu mọi ân huệ cho các con. Thông điệp ngày 25 tháng 8 năm 1987. Những lần hiện ra của Đức Mẹ tại Mỹ Du từ năm 1981 là món quà từ trời, một ân huệ cho tất cả mọi người. Không ở đâu trong lịch sử nhân loại đã xảy ra những cuộc hiện ra như thế này và với một thời gian quá ư lâu dài. Hỏi đó có phải là một bằng chứng hiển nhiên của một tình yêu khôn thấu của Thiên Chúa và Mẹ Ngài đối với loài người chúng ta hết thảy không? Tại Mễ Du, ngay mấy ngày đầu tiên hiện ra, Đức Maria đã tự giới thiệu mình là Nữ Vương Hòa Bình. Hòa bình, hòa bình, hòa bình, và chỉ có hòa bình. Hòa bình phải được thiết lập giữa Thiên Chúa và con người, và cũng cả giữa con người với nhau. Bình an, đức tin, hoán cải. Ngày nay chúng ta cấp thiết cần có bình an. Chúng ta có thể cung cấp cho mình mọi thứ theo ước nguyện, nhưng nếu chúng ta không có bình an, thì thật ra chúng ta không có gì hết. Mẹ Thiên Chúa đã diễn tả rõ ràng điều đó. Chỉ có Chúa Kitô mới có thể ban cho các con sự bình an đích thực. Ngài là bình an thật của chúng ta. Để lãnh nhận được sự bình an như lòng mong ước, Mẹ Thiên Chúa mời gọi chúng ta nuôi dưỡng một lòng tin không lay chuyển vào Thiên Chúa. Không có đức tin vững chắc và sống động, chúng ta không thể nào đạt tới bình an, cũng chẳng thể nào có được sự bình an. Đức tin thật và sống động không thể có được nếu không hoán cải hằng ngày. Vì lẽ đó, Đức Maria không ngớt kêu gọi chúng ta ăn năn hối cải. Việc hối cải là một ân huệ cho thấy Thiên Chúa đã đi bước trước. Việc hối cải luôn có nghĩa là tìm kiếm Thiên Chúa, hạ mình khiêm tốn trước mặt Ngài, nhận biết lỗi mình, thật lòng ăn năn. Hối cải tức là quay về với Thiên Chúa, từ bỏ ma quỷ, tội lỗi và xu hướng tội lỗi. Như thế có nghĩa là thay đổi tính nết và lối sống, ăn năn hối cải cũng muốn nói lên rằng người ta nương tựa vào Thiên Chúa hết mình, hết lòng. Chúng ta cần phải trở nên chân thành, công chính, hoàn thiện mỗi ngày một hơn. Câu chuyện thứ 146, hạnh phúc sung mãn. Bình an chính là sung mãn hạnh phúc, vui mừng và tình yêu trọn hảo nhất.
đó là hoa quả của Thánh Thần, đó là ân huệ vô biên của Thiên Chúa, làm cho nhân loại hạnh phúc. Bình an, đó là sự thanh thản nội tâm, hài hòa, hiệp nhất, nhân hậu, đó là kho tàng từ tâm hồn tràn chảy ra khắp bản thân. Thánh Augustino định nghĩa, sự bình an là trí lòng yên tĩnh, quả tim đơn sơ, tình yêu hòa hợp, tình bạn hiệp nhất. Thiên Chúa muốn và ước ao mỗi người nói riêng và mọi dân tộc nói chung sống trong hòa bình và tình yêu. Nhưng vì tội lỗi loài người, cả thế giới xa vào tội ác, chịu đựng biết bao khốn khổ gây nên bởi chia rẽ, hận thù, tàn sát, chiến tranh. Loài người không thể tự cứu giúp mình. Thiên Chúa thương xót họ. Thiên Chúa sai con Ngài đến gõ từng cánh cửa, từng tâm hồn để thi hành sứ vụ hòa bình, hòa giải con người với Thiên Chúa và người người với nhau. Đêm Chúa giáng trần, thiên thần ca hát, vinh danh Thiên Chúa trên trời cao, bình an dưới thế cho người Chúa thương. Bình an của Chúa Kitô khác hẳn với bình an của thế gian. Bình an của Chúa không chỉ là thôi chiến tranh, nhưng là một cuộc sống trong tinh thần và trong tình thương. Chúa Giêsu đã chuộc lại sự bình an đó cho chúng ta bằng tử nạn trên thập giá. Ngài đã hòa giải loài người với Thiên Chúa và đã mở cửa trời cho chúng ta. Bởi lẽ đó, bình an là một ân huệ, một quà tặng của Chúa Giêsu cho ta. Bình an của Chúa Giêsu đã được giao giảng từ 20 thế kỷ. Chúng ta hết thảy được kêu gọi cộng tác để xây dựng hòa bình. Chúng ta hết thảy phải khao khát hòa bình và ra sức thực hiện. Nếu chúng ta luôn sống theo tinh thần phúc âm ở khắp nơi, nếu chúng ta đầy thần khí Thiên Chúa, nếu chúng ta dấn thân cổ võ và cầu nguyện cho hòa bình, ấy là chúng ta xây dựng bình an của Chúa Kitô. Chúng ta được đếm kể vào hàng ngũ những người Chúa Kitô tuyển chọn. Hạnh phúc thay những ai tác tạo hòa bình, vì họ được gọi là con Thiên Chúa. Làm sao lãnh được bình an? Điều cần thiết trước tiên là chúng ta sống bình an với chính mình, với người lân cận và với Chúa. Muốn được như vậy, ta phải dứt bỏ tội lỗi, giữ lương tâm trong sạch, lòng không còn vương vấn gì. Người nô lệ tình dục không thể có bình an. Chúa phán trong sách Isaiah, đoạn 48 câu 22, không có an bình cho lũ ác nhân. Thánh Vịnh có câu, kẻ yêu luật Chúa hưởng phúc bình an. Nếu lương tâm bạn khiển trách bạn một tội nào đó, gây xao xuyến tâm hồn, bạn hãy mau loại trừ nó ra bằng việc xưng tội thành thật, để duy trì bình an tâm hồn và tình giao hảo với Thiên Chúa, cần có lòng thống hối ăn năn thật tình. Như vậy, trong mọi lúc, cần chế ngự xu hướng xấu, rồi chúng ta phải bền lòng tìm cách sống, làm việc và nghỉ yên trong trái tim Chúa Giêsu. Câu chuyện thứ 147, một ví dụ để đời. Cách đây mấy năm, trong một thành phố thổ, một người thợ giày tên là Kratky, 81 tuổi, qua đời. Khi lâm chung, ông cụ thú nhận đã giết chết ông chủ nợ tên Banika, chỉ vì lòng tham muốn sang đoạt của cải tiền bạc. Điều gì đã khiến ông ấy phạm tội ác như thế? Trong khi ông ta đã 70 năm sống cách lương thiện, được mọi người chung quanh tôn trọng. Có thể ông ta làm hành động đó để mong bảo đảm cho tuổi già được sống đầy đủ, vô lo. Nhưng như vậy là ông ta đã tính lầm. Suốt 12 năm, ông luôn sống hồi hộp, lo sợ bị phát hiện. Ông không tài nào ngủ yên, trước khi chợp mắt thì lo lắng, lúc ngủ dậy thì kinh hoàng. Ông không dám nhìn thẳng mắt người khác vì sợ người ta đọc được việc ông đã làm. 12 năm sống trong lo sợ, bất an,
và lương tâm cắn rứt. Suốt thời gian đó, ông giữ được im lặng, nhưng từ đây, ông thấy không mang nổi gánh nặng này nữa, vì cảm thấy thần chết đến gần. Ông la lớn tiếng, khiến cho những người tụ họp quanh giường ông phải hoảng sợ. Ông đã tự thú. Tôi đã giết chủ nợ Banika. Biết bao người không được bình an, vì lương tâm họ còn vướng mắc nhiều tội trọng, họ sẽ được giải thoát dễ dàng khỏi gánh nặng nếu họ lắng nghe tiếng Chúa. Hãy đến với ta, hỡi những ai lao nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ cho. Chỉ như vậy con người mới làm hòa được với Thiên Chúa, với chính mình và với đồng loại. Chính nhờ đó, con người được an tâm, mặc dù bản chất họ còn nghiêm chiều về tội lỗi, và mặc dù họ còn mỏng manh dễ sa ngã. Ơn bình an là hoa quả của Chúa Thánh Thần, của tình yêu hoàn hảo. Chúa Kitô đã lãnh cho ta ơn bình an đó nhờ sự chết và sự sống lại của Ngài. Tất cả những ai được Chúa Giêsu cứu giúp cách này, cách khác, hoặc được chữa lành bệnh tật, hoặc được tha thứ tội lỗi, đều lãnh được bình an của Ngài. Chính vì thế Ngài bảo họ, hãy ra đi bình an. Đức Mẹ cũng nói, Mẹ kêu gọi các con hoàn toàn suy phục Thiên Chúa. Các con không cảm nhận được tình Chúa yêu thương các con lớn lao dường nào. Bởi yêu thương, Người cho phép Mẹ ở với các con, để Mẹ có thể chỉ bảo và giúp các con tìm kiếm con đường an bình. Nhưng các con không khám phá ra con đường này nếu các con không cầu nguyện. Bởi vậy, hãy từ bỏ mọi sự và dành thời giờ cho Chúa. Chúa sẽ ban các ân huệ và chúc lành cho các con. Thông điệp ngày 25 tháng 3 năm 88. Các con yêu dấu, Thiên Chúa cho phép Mẹ cùng ở với Ngài tạo ra ốc đảo hòa bình này, tức là Mễ Du. Mẹ xin các con hãy bảo vệ nó, chớ gì ốc đảo này luôn thanh sạch. Thông điệp ngày 26 tháng 6 năm 86. Các con yêu dấu, hận thù gây chia rẽ. Nó làm cho người ta không nhìn thấy ai và thấy gì cả. Mẹ mời gọi các con luôn thực hiện hiệp nhất và hòa bình. Các con yêu dấu, đặc biệt hãy gieo rắc tình thương ngay nơi các con sinh sống. Ước chi tình yêu thương luôn luôn là khí cụ duy nhất trong cuộc đời các con. Thông điệp ngày 31 tháng 7 năm 86. Các con thân yêu, hôm nay Mẹ kêu gọi các con tới hòa bình. Mẹ đến đây với tư cách là nữ vương hòa bình, và ao ước làm cho các con đầy tràn bình an của lòng Mẹ. Các con yêu dấu, Mẹ yêu các con và khao khát đem tất cả các con tới an bình. Điều này chỉ Thiên Chúa mới cho được, và làm đầy tràn nơi trái tim mỗi người. Mẹ mời gọi các con hãy trở thành những người mang bình an, và làm nhân chứng cho sự an bình của Mẹ, cho cái thế giới bất an này. Ước chi, hòa bình thống trị toàn thế giới, đang không có hòa bình, và khao khát hòa bình. Thông điệp ngày 26 tháng 7 năm 90. Lời kêu gọi không mệt mỏi kia chẳng qua là lời mời gọi loài người ăn năn hoán cải, cầu nguyện, sống đức tin và chay tịnh. Qua những sứ điệp của Đức Trinh Nữ, chúng ta biết được bình an là một điều tuyệt hảo nhất và cần thiết nhất. Đức tin, cầu nguyện, hối cải và chay tịnh là điều kiện lãnh nhận ơn bình an ấy. Khi con tim chưa được giải giới, thì vô phương giải giới đôi tay và thế giới. Bình an đến từ Thiên Chúa. Có được bình an chỉ khi có sự tương quan, hòa giải với Thiên Chúa và với con người. Sức mạnh của quyền lực chỉ đưa đến chiến tranh, chứ không đến hòa bình. Trong các cuộc giao tranh, người ta thường đổ lỗi cho đối thủ. Chỉ có sự hối cải mới từ bỏ cáo tội người khác và mới chuẩn bị con đường đến hòa bình. Cho nên trong việc đấu tranh cho nền hòa bình, chính đáng và bền vững, cần phải bắt đầu bằng sự hối cải của mỗi người. Tại Mễ Du, tôi đã chứng kiến biết bao nhiêu việc thú tội ghê hồn, cảm động, hạnh phúc.
Ở đấy rất nhiều người đã tìm lại được bình an cho tâm hồn họ, và đã rũ bỏ mối hận thù và các tà thuyết lầm lạc của họ. Thời kỳ bình an mà Mẹ Thiên Chúa đã báo trước tại Fatima nay đang tiến hành. Chúng ta có thể thay đổi thế giới nhờ cầu nguyện và sống thánh thiện. Nhận thức được điều đó thật là quan trọng, Đức Mẹ cho chúng ta năm món vũ khí, như năm hòn sỏi của David đã đốn ngã Goliath. Chuyện thứ 148. Khí giới đầu tiên chống lại Satan là cầu nguyện. Chắc các bạn đã biết trong các thông điệp của Mẹ ở Mễ Du, lời kêu gọi cầu nguyện luôn luôn vang lên hàng ngàn lần. Hiếm khi nào không có lời ấy trong thông điệp của Mẹ. Cầu nguyện quả thật vô cùng quan trọng, nó là trọng tâm của kế hoạch Đức Mẹ. Nhưng thế giới lại không hiểu thế. Đức Mẹ nói, các con thân yêu, các con không ý thức được sự cầu nguyện quý giá chừng nào khi các con còn không tự nhủ mình rằng, bây giờ là thời điểm cầu nguyện. Hiện tại không có gì quan trọng đối với tôi hơn là cầu nguyện, hoặc với tôi không ai quan trọng bằng Thiên Chúa. Các con yêu dấu, hãy cống hiến toàn thân cho việc cầu nguyện với niềm tin yêu đặc biệt. Chỉ nhờ đó, Thiên Chúa mới ban ân sủng của Người cho các con. Thông điệp ngày 2 tháng 10 năm 1986. Các con thân mến, hãy cầu nguyện và cầu nguyện đi. Thông điệp ngày 25 tháng 10 năm 89. Mễ Du là cầu nguyện và chỉ là cầu nguyện. Cầu nguyện phải là một việc hằng ngày ta dâng lên Thiên Chúa. Hãy làm cho cầu nguyện nên cơm bữa hàng ngày của các con. Thông điệp ngày 30 tháng 5 năm 85. Cầu nguyện, hồn của lòng tin. Không thể có một việc hối cải căn bản, sâu đậm và bền bỉ được nếu không có cầu nguyện kèm theo. Đức Maria đã không ngớt kêu gọi người ta cầu nguyện. Cầu nguyện là trái tim, là hồn của lòng tin, của sự hối cải và của sự bình an. Cầu nguyện là một ân huệ của Chúa. Con người ước ao tha thiết được gần Chúa, được nói với Ngài, sống kết hợp với Ngài. Các con yêu dấu, hãy biết rằng Mẹ là Mẹ của các con. Mẹ tới trái đất để dạy các con biết vâng nghe bằng tình thương, biết cầu nguyện với tình yêu. Thông điệp ngày 29 tháng 11 năm 1984. Để được bền đỗ sống đức tin, lòng hối cải và cầu nguyện, chúng ta hãy sẵn sàng hy sinh và từ bỏ. Chúng ta cũng phải ăn chay, bởi chay tịnh người ta đạt đến đức tin. Tâm hồn người ấy ngày càng trở nên mạnh mẽ mà học biết làm chủ mình. Chỉ có người nào đủ sức tự chế mình thì mới được tự do và có khả năng phụng sự Thiên Chúa và đồng loại như đức tin đòi hỏi. Câu chuyện thứ 149. Một bạn trẻ kể: tại Mễ Du này, tôi đã hiểu rõ tại sao tôi sống. Tại nơi này, nơi mặt trời mở ra và Mẹ Chúa Trời hiện đến, tôi đã cầu nguyện như sau. Lạy Mẹ Maria, Mẹ Chúa Trời và là Mẹ con tin là Mẹ đã hiện ra nơi này, Mẹ đến đây cũng vì con nữa. Con xin Mẹ hãy tiến cử con với con Mẹ, ban cho con ơn hoán cải. Con chắc chắn con chí thánh của Mẹ sẽ nghe lời Mẹ cầu bầu. Con không thể tiếp tục sống như vậy nữa, vì đó không phải là sống. Mẹ ơi, nếu Mẹ không giúp con không còn có cách nào thoát. Hỡi Mẹ bình an,
hãy cầu khẩn cho con trước mặt con chí thánh của mẹ. Con nài xin mẹ. Từ lúc đó, như có một sự trống rỗng, tôi không còn biết gì cả, không biết nói gì hơn. Bỗng đâu trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy cần đi xưng tội. Sự gì đã xảy ra trong việc chữa lành ấy của linh hồn, chỉ có Chúa, vị linh mục và tôi biết không bao giờ quên được những giây phút này. Trong hoàn cảnh ấy, diễn tả được các sự việc bằng lời là một điều rất khó. Tôi sống và cảm nghiệm tình yêu Chúa trong tôi, đấng chữa lành, giải thoát, tha thứ, canh tân và cứu rỗi. Không gì trên thế gian này có thể ban hạnh phúc cho ta như thế. Câu chuyện thứ 150, cha Tomislav Vlasic phát biểu về cầu nguyện. Khi Đức Mẹ bảo ta cầu nguyện, người không chỉ nói cầu nguyện cho nhiều, nhưng là gặp gỡ Thiên Chúa. Các lời cầu nguyện chỉ có mục đích dạy ta biết cầu nguyện. Các vị thánh đến cuối đời mà vẫn nói mình chưa học được cách cầu nguyện. Học cách cầu nguyện phải là mục tiêu của mọi người Kitô hữu có quyết tâm đạt tới sự thánh thiện. Một đứa trẻ biết rất rõ phải xin cách nào với mẹ nó, cha nó. Đối với nó, đấy là điều rất tự nhiên, dễ dàng. Các sứ điệp của Đức Mẹ mời gọi chúng ta sửa lại hai thái độ trong cuộc sống. Trước tiên, phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa một cách vô điều kiện. Kế đó, luôn luôn có một tấm lòng mở rộng, sẵn sàng đón nhận thánh ý Thiên Chúa. Khi các bạn bắt đầu cầu nguyện, các bạn hãy phó thác mình vô điều kiện. Chẳng cần phải gợi cho Chúa biết những nhu cầu của mình. Phó thác như vậy có nghĩa là bỏ đi sự âu sầu, là chết đi cho các lo lắng, cho những đắng cay, cho những gì tiêu cực trong chúng ta. Và lúc bấy giờ, đúng thế, Chúa Thánh Thần sẽ cầu nguyện trong chúng ta. Nếu chúng ta sửa đổi hai thái độ ấy, bấy giờ các phép lạ sẽ xảy ra như một điều hợp lý và tự nhiên trong cuộc đời của ta. Và như vậy, ta sẽ cầu nguyện một cách sáng tạo, cả cuộc sống ta sẽ có tính sáng tạo, và khi đã có óc sáng tạo thì có thể đứng ra điều khiển nhóm được rồi đấy. Ơn huệ sáng tạo và sự trí khôn ngoan là kết quả của một trái tim thong dong sau khi đã phó thác. Mễ Du là nơi Đức Mẹ đến, loan báo một chương trình sống cho cả nhân loại, có khả năng thanh lọc hết mọi hoạt động, bởi vì Thiên Chúa đã quyết định thay đổi hẳn bộ mặt địa cầu. Chúng ta đang ở vào thời điểm tế nhị trong biến cố Mễ Du, bởi vì thiên hạ cứ tiếp tục đặt câu hỏi, vậy Gospa muốn gì? Đức Mẹ muốn gì nữa đây? Chúa Giê-xu đâu có lặp lại bản tin mừng. Thiên Chúa muốn nói gì với tôi? Người mong muốn gì ở tôi? Người muốn chúng ta mở tai, mở mắt ra. Sau 20 năm cuộc hiện ra, chúng ta có nguy cơ bị lỗi thời vì ta vẫn chưa biết phải làm gì. Ta phải nên thánh. Lúc đó mới có khả năng hiểu ra điều gì phải làm. Bởi vì, năm hôm sau, thông điệp của Đức Mẹ với Maria vẫn cứ nói, các con hãy cầu nguyện để có thể hiểu được những gì Thiên Chúa ước muốn qua sự hiện diện của mẹ. Hết lần này đến lần khác, Đức Mẹ xin chúng ta cầu nguyện. Mẹ xin ta học biết giá trị và bản chất sự cầu nguyện. Cầu nguyện là bước đầu tiên trong đời sống thiêng liêng, và mọi sự khác tùy thuộc cả vào đó. Phải làm cho cầu nguyện trở thành đường lối sống. Chúng ta phải khám phá sự cầu nguyện. Chúng ta phải kiên trì trong cầu nguyện. Hãy kiên nhẫn và bền vững trong cầu nguyện. Đừng để Satan làm nản lòng các con. Nó đang nỗ lực hoạt động giáo diết trong thế giới. Hãy cẩn thận đề phòng. Thông điệp ngày 14 tháng Giêng năm 85. Những ngày này,
các con cầu nguyện quá ít và làm việc quá nhiều. Thông điệp ngày 5 tháng 7 năm 1984. Cô Ivanka cho biết, Đức Mẹ bảo chúng ta phải cầu nguyện nhiều hơn một chút, vì mọi người bận tâm lo nghĩ đến tiền bạc và các sự vật chất khác, mà chỉ dành chút xíu thì giờ cho Thiên Chúa. Câu chuyện thứ 151. Cầu nguyện. Nghe nói các con cầu nguyện quá ít, chắc nhiều người trong chúng ta thắc mắc. Chúng con đọc kinh tối, kinh sáng, đọc kinh ở nhà thờ, đọc kinh riêng, lần chuỗi, đọc kinh trong hội đoàn. Sao Đức Mẹ lại bảo là quá ít? Xin thưa, đành rằng chúng ta đọc kinh nhiều, xong cầu nguyện quá ít. Đọc cho mau xong, cho đủ số kinh, đọc cách máy móc thì có đọc nhiều nhưng chất lượng cầu nguyện chẳng bao nhiêu. Đọc kinh như thế, có thể ví như thóc lép, xem bề ngoài giống như lúa, mà kỳ thực chỉ là vỏ trấu. Do đó, đọc nhiều kinh mà rốt cuộc lại trước mắt Chúa chẳng có giá trị cầu nguyện bao nhiêu. Đúng như ngạn ngữ có câu, 100 con voi không gạn được một bát nước sáo. Chính lời Đức Giê-xu nói, dân này thờ ta ngoài môi mép, còn lòng chúng xa ta, thật luống công kiểu thờ ta như vậy. Đọc kinh lo ra, thì miệng ta đọc mà lòng ta xa Chúa. Vì thế, ta hãy bớt hoạt động cái miệng, để con tim hoạt động nhiều hơn, nghĩa là hãy bắt đầu cầu nguyện với tất cả trái tim, để toàn tâm, toàn ý vào từng lời kinh nguyện, như thể mỗi lời kinh nguyện là mỗi lời thốt ra tự con tim, với tất cả lòng sốt sắng, yêu mến. Mẹ không cần các con đọc 100 hay 200 kinh lạy cha, tốt hơn chỉ cần đọc một kinh thôi, nhưng với lòng mong ước gặp Thiên Chúa. Các con phải làm mọi sự vì tình yêu. Thông điệp ngày 9 tháng 3 năm 85. Nếu chưa quen, bắt đầu chỉ cần đọc một kinh như kinh lạy cha, đọc với tất cả con tim trong một tuần hay một tháng cũng được. Đức Mẹ đã tập cho nhóm cầu nguyện như thế bằng cách bắt họ đọc kinh lạy cha hay hát thánh ca đến 3 lần. Sau đó, Đức Mẹ xin lỗi và nói, bắt đọc đến lần thứ 3 để mỗi lời cầu nguyện của các con phải là thốt tự đáy lòng. Mẹ muốn mời gọi các con cầu nguyện bằng trái tim các con, chứ không phải vì thói quen. Lời cầu nguyện phải chiếm ưu thế trong trái tim các con, ở mọi hoàn cảnh. Thông điệp ngày 2 tháng 5 năm 85. Cầu nguyện với cả trái tim, như đã nói, là cầu nguyện với tâm tình phó thác, yêu mến và trông cậy. Cầu nguyện như thế phải tập trung cả tâm trí vào, đừng lo ra chuyện khác. Cầu nguyện chữa lành linh hồn con người. Cầu nguyện chữa lành lịch sử, tội lỗi. Không cầu nguyện, chúng ta không thể cảm nghiệm được Thiên Chúa. Mẹ năn nỉ các con hãy cầu nguyện cách ý thức và trong cầu nguyện, các con sẽ biết được vinh quang của Thiên Chúa. Thông điệp ngày 28 tháng 11 năm 85. Nếu các con không cầu nguyện liên lỉ, các con sẽ không cảm nhận được vẻ đẹp và sự cao cả của ân sủng mà Thiên Chúa đang ban cho các con. Thông điệp ngày 25 tháng 2 năm 89. Nếu cầu nguyện với cả tâm hồn, các con sẽ làm mềm được những tâm hồn lạnh như đá và làm mọi chướng ngại vật sẽ biến mất. Thông điệp ngày 23 tháng Giêng năm 86. Câu chuyện thứ 152. Bé Francis cầu nguyện. Francis chào đời tại Glasgow, Anh Quốc, tháng 12 năm 1980.
cha mẹ nó đã sớm khám phá trong nó một tính nết hiếu động, tinh nghịch và nóng nảy. Ở tuổi lên năm, đang chơi giỡn ngoài đường, nó bị một xe cam nhung hất nhào xuống và cán lên người. Thế là Francis suốt đời, mặt mũi dị dạng, thân thể bị chấn thương nặng. Từ đó khởi sự một con đường thập giá khủng khiếp cho một đứa trẻ mù lòa. Nó vốn mơ ước được chạy nhảy, bắt chim và nhất là được xem thấy lại diện mạo của mẹ nó. Chỉ trong vòng một năm, nó lên bàn mổ 13 lần. Người ta cắt của nó một quả thận vì thấy có triệu chứng bệnh ung thư. Bà mẹ đỡ đầu của nó, cô Margaret, cứ ngày ngày đến thăm em và nói với em về Chúa Giêsu. Em đã tập cầu nguyện. Cha mẹ thỉnh thoảng bắt gặp con đang cầu nguyện với Chúa Giêsu bằng những lời lẽ hết sức thân tình, trìu mến, khiến họ phải xúc động. Nhưng sức khỏe của Francis ngày càng tệ hại. Bệnh ung thư đã lan ra và cái chết đã lởn vởn đâu đó, mặc dù người ta dùng phương pháp hóa học để chữa trị. Cha mẹ bé dự tính đưa em đến Mỹ du. Francis nay đã được 6 tuổi. Một điều lạ lùng, em chẳng bao giờ than vãn, mặc dù chịu đau đớn nhiều. Cô Margaret không rời em lấy một tấc, chỉ trừ khi lần chuỗi và dự thánh lễ. Lúc đó, cô gửi em cho cô Nora giữ, và Nora là bạn thân của Maria. Liệu em nhỏ Francis có được tham dự buổi Đức Mẹ hiện ra không? Hồi đó là tháng 7 năm 1987, Gospa thường hiện đến trong cái phòng nhỏ xíu của nhà xứ. Theo lẽ, Francis phải đợi đến 3 tuần nữa mới tới phiên em. Những ngày chờ đợi này, cô Nora thường đặt em ngồi trên lòng của cô. Khi dân chúng lầm chuỗi, họ ngồi dưới bóng cây vì trời nắng chang chang. Francis không thể sử dụng con mắt. Mắt em đã hư, nhưng em giờ xem bằng tay. Em có thể cảm nhận được nét mặt của người khác qua bàn tay. Khi người ta bắt đầu lần chuỗi bằng tiếng Croat, cô Nora dịch lại cho Francis nghe. Nhưng cô sớm nhận ra, cái em nhỏ 5 tuổi chỉ lớn có một khúc này, chính em mới là người dạy cho cô cầu nguyện, vì em biết khá nhiều điều về Chúa Giêsu. Francis thành lần hỏi, thế chị không biết cầu nguyện sao? Ồ, Francis, nào em dạy cho chị đọc Kinh Mân Côi đi. Chị muốn biết Chúa Giêsu đọc Kinh Mân Côi như thế nào không? À, thế ra Chúa Giêsu cũng đọc Kinh Mân Côi nữa hả? Có chứ, Chúa Giêsu hài đồng đọc Kinh Mân Côi mà. Nhưng làm sao Chúa đọc Kinh Mân Côi được? Các lời kinh này là của Thiên Thần thưa với mẹ của Ngài cơ mà. Thiên Thần chỉ lặp lại những gì Thiên Thần nghe thôi chứ. Ở trên trời, Thiên Chúa nói với Đức Mẹ như vậy đó. Thiên Thần chỉ truyền lại những lời Thiên Thần nghe được của Chúa mà thôi. Nora lầm thinh, cứ để mặc em nhỏ cầu nguyện theo cách riêng của nó. Francis đọc thật chậm. Kính mừng Maria đầy ơn phúc. Và em ngừng lại, lộ vẻ vui sướng quá sức. Rồi miệng em bỗng thốt ra một tiếng kêu hớn hở. Nora bắt đầu hiểu ra, qua cái niềm vui vừa bùng nổ đó, là đích thân Chúa Giêsu đang ca tụng mẹ Ngài. Chính Thiên Chúa đang thốt ra câu, kính mừng Maria đầy ơn phúc. Chúa Cha đang ngỏ lời với Đức Maria, và Chúa Giêsu hài đồng đang lặp lại những lời mà Cha Ngài vừa nói. Francis càng lúc càng lấy làm ngạc nhiên về sự dốt nát của chị Nora. Em tiếp tục đọc kinh và lại thầm thì, Chúa ở cùng bà. Ôi mẹ, mẹ có nghĩ là Chúa con có thể bỏ mẹ được khi nào không? Nora chỉ còn biết thinh lặng mà không cầm được nước mắt. Đó là những chàng chuỗi mân côi của cô Nora và em bé Francis trong những ngày ngồi chờ đợi được vào gặp Đức Mẹ, và rồi em được đặt cách trước chuẩn vào dự. Thế là mẹ ruột em bồng em len lỏi vào phòng Đức Mẹ hiện ra. Cô Nora thì cứ cầu nguyện ở ngoài cửa, với niềm tin vững là Francis sẽ được chữa lành bệnh khi em ra khỏi phòng.
Nora có đức tin mãnh liệt, cô vui sướng và chưa chi đã tạ ơn trước về món quà mẹ chữa lành. Ngay trước lúc thánh lễ khởi sự thì Francis ra khỏi phòng nhà xứ nơi Đức Mẹ hiện ra, và mẹ em trao nó lại cho cô Nora giữ. Cô đặt em lên đầu gối, nhưng liền sau đó, Nora thấy Francis oằn mình đau đớn hơn bình thường. Bỗng cô nhận ra ngay em không được Đức Mẹ chữa lành. Nora rầu rĩ, thinh lặng. Ủa, chị chả hỏi em là Đức Mẹ đã làm gì cho em khi mẹ hiện đến? Ừ, thế Đức Mẹ làm gì? Em nói cho chị nghe đi. Đức Mẹ đã tới và cho em khỏi bệnh rồi đó. Bỗng bàn tay Francis rờ rẫm khuôn mặt của Nora, em nhận ra ngay cả một sự thất vọng trên đó. Francis nói với giọng trách móc, ồ, thế ra chị chỉ nghĩ đến có thể xác thôi à. Thôi em nói rõ cho chị nghe đi, em được khỏi bệnh như thế nào nào? Francis cố nhớ lại quang cảnh lúc Đức Mẹ hiện ra, em hớn hở cắt nghĩa cho chị Nora nghe. Chị biết không, Đức Mẹ vừa tới một cái là em mở toang trái tim em ra, và thế là em đã tha thứ cho ông tài xế lái xe cam nhông, đã đâm xe vào em bị tàn tật. Nora ngẩn người. Francis chẳng bao giờ nói gì với chị về vụ tai nạn xảy ra cho em, hoặc các lần em bị giải phẫu, hoặc đả động đến những đau đớn em phải chịu. Em giữ bí mật trong lòng mình suốt những tháng ngày dài đằng đẵng. Nhưng kìa, một nụ cười thiên thần tiết lộ cả một bầu trời hạnh phúc, và Francis kêu lớn tiếng, em được thông dong rồi, thông dong thật. Chị có biết em đã nói với Đức Mẹ như thế nào để cảm ơn mẹ chưa? Em thưa mẹ như vậy nè. Mẹ ơi, con chấp nhận hết mọi đau đớn con đang chịu. Nhưng đổi lại, con xin mẹ hãy làm cho những ai đến đây cũng được hưởng sự thong dong như con đang được hưởng bây giờ. Francis biết rõ, rồi em sẽ phải chết vì chứng ung thư. Nora lặng thinh, cô tự nhủ. Bây giờ thì chắc chắn là em sẽ chết thôi. Liền lúc đó, Francis ghé sát tai chị, như thể để chia sẻ với chị cái bí mật tuyệt diệu của mình. Vâng, đúng thế, em sẽ chết chị ạ. Ôi chào, cả một niềm vui chói rạng trên khuôn mặt Francis. Em mới có 6 tuổi, mà tất cả nguồn hạnh phúc của em là trái tim em được chữa lành, để có sự thong dong mà yêu thương mọi người. Bắt đầu từ hôm đó, Francis đi gieo vãi tình yêu của Chúa Giêsu đến mọi nơi mà em đi qua. Các chứng từ được kể có thể viết thành một cuốn sách. Dưới đây chỉ xin đan cử vài chuyện. Francis trước kia vốn tính nết khó chịu lắm. Những lúc gặp điều trái ý, thì em dậm chân dậm cẳng, mặt đỏ gay vì giận dữ. Mẹ em không dám nói một lời gì, bà không muốn gây thêm một nỗi khổ cho một đứa con đã nhiều đau đớn. Nhưng ở Mễ Du, bà đã được Gospa dạy cho một bài học. Đức Mẹ bảo bà rằng bà chẳng làm ích gì cho con khi xử trí như vậy. Thỉnh thoảng, cũng phải quở mắng nó chứ, một cách dịu dàng nhưng cương quyết để giúp con sửa mình. Câu chuyện thứ nhất. Ở Mễ Du về nhà được vài ngày, bà xin Francis xếp dọn đồ chơi qua một phòng khác, nhưng Francis chợt tỏ ra bực tức. Bà mẹ nghe nó dậm chân dậm cẳng, vẻ ngỗ ngược, bà nhớ lại lời khuyên của Gospa, bèn lấy hết can đảm, tiến lại phòng nó đang chơi, định đưa ra một lời trách mắng, thì đột nhiên bà nghe Francis nói, Satan, hãy lùi xa khỏi tao! Mày biết rõ là tao đã quyết tâm ăn ở tốt lành. Thái độ em dịu lại ngay. Rồi vừa thấy mẹ hé cửa xuất hiện, em vừa cười vừa nói, má ơi, má muốn nói gì với con hả? Con xin vâng lời má ngay đây. Từ hôm ấy trở đi, các vụ giận hờn hoàn toàn biến mất. Má đã biết rõ là ở Mễ Du, Francis đã làm điều dốc lòng này.
con dốc quyết nên thánh. Câu chuyện thứ hai xảy ra ở Fatima vài tháng sau đó. Cha mẹ nó vẫn nuôi hy vọng con mình sẽ khỏi bệnh phần xác. Khi ấy, ông bà cùng với Francis đang đi đàng thánh giá ở khu công viên tuyệt đẹp bên ngoài thánh đường, thì Francis biến mất tăm. Cha mẹ tìm em khắp nơi, cuối cùng thấy em ở ngoài lề đường. Đừng quên rằng Francis bị mù cả hai mắt, ngay chỗ đặt pho tượng thiên thần cao bằng đầu người ở Fatima, diễn tả thiên thần đang trao mình thánh cho ba trẻ thị kiến. Các bức tượng đá này có hàng rào chắn bảo vệ. Hai ông bà sửng sốt. Ô kìa, Francis đang đánh đu trên cánh tay thiên thần và nói chuyện rôm rả với thiên thần. Làm sao mà em trèo được lên chỗ đó? Đối với một kẻ tật nguyền nặng nề như em, thật là vô phương giải thích. Francis à, con làm gì vậy? Thưa, con chuyện trò với vị thiên thần hòa bình, má ạ. Nhưng làm sao em biết đó là thiên thần hòa bình? Má chắc biết là giữa Chúa và các tâm hồn, đôi lúc cũng phải có những bí mật đấy. Câu chuyện thứ ba xảy ra tại bệnh viện lớn chuyên trị các bệnh nhân nhi đồng tại Glasgow. Ở đó, cả hàng ngàn em bé phải đau đớn, phải chết vì chứng ung thư của Francis đã tới hồi nghiêm trọng, cần phải nhập viện. Người ta buộc lòng phải chờ Francis tới đây. Một đứa trẻ tàn tật và mù lòa, nay chỉ còn da bọc xương, đang bị đè bẹp dưới những hành hạ khôn tả của cơn bệnh. Ấy thế mà Francis đã xuống giường bay đi sang các phòng khác. Em đã tháo hết các ống nghiệm, ống hút, ống truyền dung dịch, tất cả những thứ ấy đang cột em bất động tại chỗ. Và thế là em lê bước từ giường này qua giường khác, tìm đến đầu giường các bệnh nhân nhỏ tuổi. Francis làm gì ở đó? Kể chuyện gì cho các bạn nghe? Ta hãy ghé lại, lén thâu lượm những lời em phát ra. Vâng, Francis nói với chúng về Chúa Giêsu bằng những lời lẽ mà chỉ có một em bé từ đạo mới tìm được cách nói. Francis an ủi các bạn khác. Em xin chúng dâng mọi đau đớn cho Chúa Giêsu để trên thế giới này không còn tội lỗi nữa. Câu chuyện thứ tư xảy ra vào ngày 15 tháng 9 năm 88 tại nhà cô Maria Palovic ở Mễ Du. Điện thoại réo. Cô Nora nhắc ống nghe. Ồ, Francis, em đó hả? Em đây, chị Nora. Chị Maria có ở đó không? Chị Nora làm ơn nói với chị ấy rằng chiều nay khi Gospa đến, chị ấy phải xin mẹ một điều gì cho em nhé. Em muốn xin mẹ Maria hứa với em điều này, là khi em về trời rồi thì mẹ phong cho em danh hiệu là thiên thần hộ thủ của các trẻ em bị bỏ rơi. Kết cuộc, em bé Francis, vị thánh nhỏ của chúng ta đã trở về nhà cha 17 ngày sau đó. Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh giờ của mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh giờ của mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.